hai đội hòa nhau với tỷ số không đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Và ở loạt luân lưu 1m thì Hoàng Anh Gia Lai đã thua với tỷ số 4-5. Cơ hội dành cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, dứt điểm, cướp bàn. Một pha phối hợp tấn công tốt của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và Minh Vương đã có cơ hội. Các cầu thủ Anh Gia Lai tranh chấp quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Ngọc Quang phối hợp rất hay, Văn Toàn không được, dứt điểm, cướp bàn. Có thể nói là thuận lợi, nhất là tình huống vừa rồi, nhưng anh vẫn chưa thể mang lại. Khá nguy hiểm, không vào. Như vậy là lưới của anh. Quả đá phạt góc của Frisoni. Hàng thủ của Anh Gia Lai đã chơi bóng bổng không tốt. Đỗ Melo đã có cơ hội. Anh tung ra một cú dứt điểm cận thành. Trên ghế dự bị của Anh Gia Lai lúc này họ còn có Triệu Việt Hưng. Minh Vương dứt điểm. Ăn mừng bằng cách đốt pháo hoa. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền rất tốt của đồng đội. Minh Vương thoát xuống đối mặt với Thanh Bình. Đường chuyền của Xuân Trường loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng. Minh Vương đã thoát xuống đối mặt thủ môn. Lần này thì anh đã rất bình tĩnh. Văn Thanh, Văn Toàn, Văn Thanh dứt điểm, không vào. Văn Thanh là người tham gia và cũng chính anh là người kết thúc. Văn Thanh đã khởi đầu pha phản công. Và Toàn dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Văn Toàn đã nhà bóng lại cho Ngọc Quang. Bảo thôi, cách biệt rất mong manh. Ngọc Quang, Minh Vương dứt điểm. Vào. Như vậy là đã không có bàn thắng. Đi ra ngoài.